có sàn gỗ nào vừa bóng vừa chống trầy tốt và vừa có giá mềm một chút không kim hoa ui trời đất cơ yêu cầu khó vậy ta nhưng mà không có sao nha việc gì khó thì có kim hoa lo à, hôm nay kim hoa đi ngang công trình sàn gỗ sẵn quay lại và giải đáp một số thắc mắc của các anh chị mình luôn nè đảm bảo là em sàn gỗ này có đủ độ bóng để sàn nhà lúc nào cũng trông như mới và có độ chống trầy xước trên bề mặt luôn ha tuy là bóng nhưng vẫn đáp ứng được khả năng chống trơn trượt như mấy em sàn gỗ khác luôn á các anh chị á à, sàn này là galamak có độ bóng nhẹ à, nổi phân gỗ rất là đẹp luôn các anh chị sàn gỗ galamas là dòng sàn tầm trung với chất lượng khá là tốt trong tầm giá luôn anh chị nào mà muốn sử dụng sàn gỗ ngân sách có hạn thì có thể cân nhắc cái bạn này nha bạn này 8 ly nha các anh chị à, cái màu này là màu gỗ sồi rất là đẹp các anh thợ đang thi công à, trên cái nền sàn phẳng và được trải một cái lớp xốp màu trắng à, để giúp cho cái sàn nhà của mình êm hơn à, nó không có à, thấm ẩm từ à, dưới mặt à, nền lên cái sàn của mình ha à, Khi mà mình di chuyển cũng sẽ không có nghe cái tiếng là bợp nữa à, tiếp theo thì anh chị có hỏi với em là à, lát sàn gỗ mà lỡ rơi tàn thuốc thì bắt lửa cháy nhà luôn sao à, vậy thôi mình bỏ hút thuốc đi là không có lo cháy nhà mà anh Kim hoa giỡn chút xíu thôi nha chứ là rất nhiều sàn gỗ công nghiệp hiện nay à, có khả năng chống cháy lan rất là tốt nên là rỡ rất nhiều sàn gỗ công nghiệp hiện nay có khả năng chống cháy lan rất là tốt. Nếu mà lỡ rơi tàn thuốc cũng không có sợ bắt tàn thuốc rồi nó bắt lửa gây cháy nhà đâu anh nha. Nhưng nói chung là nếu mà đã hút thuốc thì anh chị mình cũng nên cẩn thận chút xíu và chú ý mình vứt cái tàn thuốc đúng chỗ để không có phải bắt lửa cháy cái rèm treo cửa hay là nó lỡ cháy cái thảm sàn thì khổ ra đúng không các anh chị? Đó. À, sẵn tiện thì à, kim hoa đi quay công trình hôm nay à, có cái sàn gỗ công trình này nè bóng đẹp quá trời sàn gỗ gala mắt này có độ bền và chống cháy lan khá là cao nên là anh chị thích sàn gỗ có độ bóng nhẹ mà có khả năng chống cháy lan giá cả phải chăng thì mạnh dạng chọn em này được luôn nha tiếp theo thì à, có anh chị ở miền bắc cũng có hỏi em là lát sàn gỗ thì có hạn chế nồm ẩm không kim hoa trời nòm ẩm mà xài sàn gỗ công nghiệp thì đúng bài rồi anh ơi à, đa số sàn gỗ công nghiệp hiện nay có cốt gỗ được nén ép cực kỳ chắc chắn luôn có thể kháng ẩm rất là tốt à, ngoài ra trên bề mặt sàn thường có lớp phân sần nên hạn chế việc động hơi nước lá sàn gỗ sẽ không còn cảm giác nòm như là đi trên gạch men đâu anh ha À, cho nên là việc mà mình lát sàn gỗ vào trời nom ẩm thì rất là vô tư luôn. À, ngoài tính năng chịu ẩm tốt, sàn gỗ công nghiệp còn giúp điều hòa không khí nè. Đi lại sẽ có cảm giác thích chân ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè nữa. Trên video là anh thợ đang cắt cái lan chân tường để đi vào những cái công đoạn cuối cùng đó. À, sàn gỗ thì sẽ có những cái hèm khóa mình ghép nối với nhau rất là dễ dàng. Rồi cuối cùng mình sẽ đi thêm cái lan chân tường. Ờ, cho cái nhà của mình nó được à, sạch ở cái góc chân tường hơn nó che đi những cái khoảng hở kém thẩm mỹ à, giữa cái sàn gỗ à, và cái tường ha các anh chị sàn gỗ bây giờ thì rất là phổ biến rồi anh chị thấy không như cái sàn gala này nè giá cũng đâu có cao đâu cho nên là không có phải đại gia thì mới xài sàn gỗ đâu nha anh chị muốn xài sàn gỗ mà ngân sách có hạn chút xíu thì sàn Galamax này cũng là sự lựa chọn thích hợp nè. Hy vọng những thông tin vừa rồi về sàn gỗ sẽ giúp các anh chị lựa chọn được cái sàn gỗ phù hợp cho ngôi nhà của mình nha. Cảm ơn đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.